Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Phụ nữ và Hội nhập. Chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Truyền thông Tây Việt và Trung tâm Tin tức Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức sản xuất và phát sóng vào lúc 16 giờ thứ bảy. Mở đầu chương trình, xin mời quý khán giả đến với chuyên mục Điểm tin sự kiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng vừa qua. Với tinh thần tương thân tương ái và nghĩa tình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã nhận được sự đồng hành, chia sẻ, đóng góp của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm cho chương trình chăm lo Tết Giáp Thìn 2024. Dịp này, Hội phối hợp với Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng tổ chức chương trình Tết Hạnh Phúc, Xuân Yêu Thương, Tết Nghĩa Tình. Chương trình đã trao tặng 200 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật và bệnh nhi nghèo với tổng trị giá trên 347 triệu đồng. Dự án không chỉ giúp đỡ người dân có một cái Tết đủ đầy hơn mà còn hướng đến những giá trị nhân văn, lan tỏa hành động tốt đẹp, thúc đẩy sự đồng lòng chia sẻ giữa các thành viên trong cộng đồng. Sự kiện còn là dịp để Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tri ân Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, đơn vị luôn đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, nhất là chăm lo, hỗ trợ trẻ bị ảnh hưởng và trẻ mồ côi do dịch Covid-19 giai đoạn 2022-2023. Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn năm 2024. Hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau của Thủ tướng Chính phủ. Tại chương trình, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao tặng đến đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh 30 sổ bảo hiểm xã hội, 200 thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Chu Mạnh Sinh cùng các đại biểu, nhà tài trợ cũng trao tặng trực tiếp 10 sổ bảo hiểm xã hội, 30 thẻ bảo hiểm y tế và 40 phần quà cho người dân trên địa bàn quận 8. Hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên, chia sẻ những khó khăn, giúp người dân được tiếp cận thẻ bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giảm bớt gánh nặng kinh tế lúc ốm đau, bệnh tật. Hoạt động còn là sự khích lệ, động viên để người có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực hơn nữa, vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội cho bản thân, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển toàn diện, bền vững. Ngày 23 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình họp mặt gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Buổi họp mặt với sự hiện diện của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Thủ Đức và các quận huyện có gia đình nhận nuôi sinh viên Lào, Campuchia. Đặc biệt là sự tham dự của đại diện 39 gia đình Việt Nam tham gia chương trình. Trong không khí ấm áp, phấn khởi của năm mới, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã gửi lời chúc mừng năm mới, trao tặng quà tri ân, trân trọng ghi nhận sự tham gia tích cực của 39 gia đình nhận nuôi sinh viên Lào, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên Lào có được môi trường sinh hoạt, học tập tốt hơn khi sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, chương trình gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam, Lào, Campuchia nói chung và giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành phố của Lào, Campuchia nói riêng suốt thời gian qua. Thiết thực chào đón năm mới 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tại nhiều quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng với không khí phấn khởi, vui tươi, thu hút sự tham gia của hội viên phụ nữ và người dân. Tại huyện Nha Bè, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức chương trình đồng diễn thể dục thể thao chủ đề Phụ nữ Nha Bè vui, khỏe, trẻ đẹp năm 2024. Chương trình thu hút sự tham gia của 10 đội với hơn 200 vận động viên là hội viên phụ nữ đến từ 7 xã, thị trấn của huyện Nha Bè. Đây là hoạt động văn hóa, thể thao, mừng đảng, mừng xuân, tạo không khí đón xuân vui tươi, phấn khởi trong hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn huyện. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 3 đã phối hợp với đoàn thể của quận tổ chức ngày hội phát động phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và biểu diễn thể dục thể thao chào mừng Tết Giáp Thìn 2024, thu hút hơn 400 cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên tham gia biểu diễn các môn thể thao và tham gia đồng diễn thể dục thể thao.
hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong hội viên phụ nữ, vận động chị em tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện, duy trì nề nếp, thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để bảo vệ nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần. Dịp này, ban tổ chức chương trình đã tặng ký túc xá sinh viên Lào bộ dụng cụ tập luyện thể thao để các bạn sinh viên có điều kiện luyện sức khỏe, cùng tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, phong trào thể dục thể thao. Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố phát động. Vừa qua tại công viên Văn Lang, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 5 tổ chức đêm chung kết xếp hạng và trao giải liên hoan tiếng hát thường nhân quận 5 lần 2 năm 2024 với chủ đề Sắc màu quận 5. Thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ đã tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi trong dịp năm mới. Nữ thương nhân quận 5 có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh, trong cuộc sống. Qua đó tăng tính đoàn kết, cùng nhau thực hiện xây dựng phong cách người kinh doanh văn minh, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội phát triển hiện nay. Thưa quý vị, với truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, phụ nữ Việt Nam đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối các thế hệ đi trước, phụ nữ Việt Nam ngày nay nói chung và phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã tiếp tục phát huy các phẩm chất tốt đẹp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực, đóng góp vào sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của đất nước. Sau đây, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi chuyên mục Câu chuyện phụ nữ kỳ này để xem vị khách mời nào sẽ góp mặt trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa quý vị, được biết đến là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cầu nối giáo dục Learning Choice, ủy viên ban chấp hành Hội Nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh HAWI, chị Châu Hồng Anh đã tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội Nữ Doanh nhân thành phố và của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Bằng những tâm huyết của mình thì chị cùng với các cộng sự của mình đã giúp đỡ cho rất nhiều chị em phụ nữ tự tin hơn, thành công hơn và đạt được nhiều thành tựu đáng mơ ước. Ngày hôm nay chị Châu Hồng Anh đã có mặt trong buổi trò chuyện của chúng ta. Xin chào chị. Cảm ơn chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Chào Xuân Nghĩa, cảm ơn em. Và mở đầu chương trình này thì chị có thể chia sẻ cơ duyên nào mà chị quyết định gắn bó với các hoạt động vì sự phát triển của phụ nữ ạ? Thật ra là bản thân là phụ nữ thì khi mà mình muốn phát triển ngoài xã hội, mình phải dấn thân và học hỏi rất nhiều. Và chị cũng sống trong một cái gia đình đông anh chị em, tiếp xúc với phụ nữ rất nhiều, nên là chị thấy nếu như được hỗ trợ, được phát triển, được tự do trong các cái hoạt động của mình thì người phụ nữ có thể làm ra được rất nhiều việc, đặc biệt là có thể giáo dục con cái tốt hơn, rồi xây dựng gia đình hạnh phúc hơn. Chính vì vậy chị muốn đồng hành cùng phụ nữ và đó cũng là lộ trình để chị, bản thân chị phát triển. Dạ, được biết với thế mạnh là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thì chị đã nhiệt tình tham gia các hoạt động vì cộng đồng và dành nhiều thời gian cho giới nữ. Đặc biệt, chị còn chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố để thực hiện đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về những đóng góp của mình đối với đề án 939 mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện nhé. Khi mà tham gia vô Hội Nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh HAWI thì chị cùng với lại các chị em trong ban cộng đồng đi hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ những cái vùng nghèo để giúp phương tiện sinh kế cho bà con, thì đặc biệt là phụ nữ thôi. Ở các vùng sâu vùng xa thì phụ nữ rất là khó khăn. Khi mà họ có được cái nguồn sinh kế, họ có thể làm được rất nhiều việc. Và khi họ làm được nhiều việc, gia đình họ bình an hơn. Và khi mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phát động đề án 939 thì chị cũng thấy được cái góc nhìn phụ nữ ở Thành phố Hồ Chí Minh, nếu như họ có cơ hội để kinh doanh, họ có cơ hội để sống được với cái năng lực và cái khả năng của mình, họ có thể làm được rất nhiều việc. Cho nên là chị chủ động đề nghị là mình có thể tham gia các cái hoạt động để đào tạo phụ nữ, đặc biệt là cái mảng khởi nghiệp, để giúp cho chị em phụ nữ có một cái nền tảng kiến thức cơ bản trước khi mình vận hành công việc kinh doanh của mình. Dạ vâng. Ngoài những điều chị chia sẻ trên thì em còn biết chị còn dẫn dắt hỗ trợ cho các thành viên là những doanh nghiệp mới thành lập khởi nghiệp. Và mentoring là một nội dung được đánh giá cao trong các hoạt động của Hội Nữ Doanh nhân thành phố. Bây giờ chị có thể chia sẻ rõ hơn những thông tin xoay quanh của câu lạc bộ để cho tất cả quý vị khán giả đang xem có thể hiểu rõ hơn ạ. Hội Nữ Doanh nhân thành lập thì khi là trong đó có thành lập thêm một cái câu lạc bộ gọi là câu lạc bộ mentoring, tức là câu lạc bộ dìu dắt nữ lãnh đạo.
do là các cái chị ở trong ban chấp hành là những người có rất là nhiều năm kinh nghiệm, 3, 4, 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và đã trải qua rất là nhiều thăng trầm về mặt kinh doanh, về mặt gia đình, về mặt xã hội. Nên là các chị hiểu được cái con đường đi của những người phụ nữ cũng sẽ giống như các chị, cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Nên là rất là mong muốn được chia sẻ lại để cái đoạn đường cho người đi sau nó ngắn hơn, nó đỡ vất vả hơn. Nên với cái tâm nguyện đó thì chị chủ tịch là chị Ngọc Dung, chị đã đề nghị ban hội viên là thành lập cho được cái câu lạc bộ mentoring để dìu dắt các chị em, đặc biệt là mới vào lĩnh vực kinh doanh hoặc là chị em đang có mong muốn được khởi nghiệp, có thể tự tin hơn trên cái hành trình mình đi. Thì câu lạc bộ sinh hoạt đó là những chị trong ban hội viên hoặc là ban chấp hành đăng ký để trở thành mentor. Và các cái chị hội viên hoặc là những cái người phụ nữ đang khởi nghiệp hoặc có mong muốn được dìu dắt thì đăng ký làm mentee. Thì mentor và mentee gặp nhau qua một cái buổi xe duyên. Buổi xe duyên là cái chị mentee chị sẽ nói em muốn được hướng dẫn ABCD. Chị mentor nói chuyện ABCD tôi rất thể hỗ trợ được. Thế là hai người kết duyên với nhau và đồng hành với nhau chương trình là một năm. Thì trong thời gian một năm đó, cái người mentor đó sẽ định kỳ để gặp người mentee để có thể nghe, rồi đưa lời khuyên hoặc là kể câu chuyện để cái người mentee có thể thấy được mình ở trong câu chuyện đó, hoặc là nghe lời khuyên để thấy được là chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Mà trong cái lộ trình làm mentor và mentee thì hai người có thể trao đổi rất nhiều câu chuyện với nhau. Vâng. Đó là thành công của chương trình. Để ghi nhận những đóng góp của chị á, thì chị được Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương là gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2023. Vâng, vậy thì bây giờ em muốn hỏi chị là làm thế nào để chị có thể cân đối thời gian giữa việc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn cầu nối giáo dục Learning Choice với việc tham gia các hoạt động vì cộng đồng và đặc biệt là việc sự phát triển của phụ nữ, bên cạnh đó là chăm sóc cho bản thân và gia đình nhỏ của mình ạ? Nói vui là thực ra là cũng giống như tất cả những người phụ nữ khác thì rất là stress khi mà mình phải làm một lúc rất là nhiều việc. Vâng, em hiểu. Đặc biệt là những giai đoạn đầu tiên. Nhưng mà khi mọi thứ nó vào guồng thì hiện tại công việc của Hồng Anh cũng không có quá phức tạp. Mình có một cái đội ngũ cộng sự để cùng làm việc với các doanh nghiệp. Và khách hàng của bên phía công ty Learning Choice thường là mình đi đồng hành rất là dài hơi. Cho nên là mình sẽ không mất công để mà làm lại từ đầu. Và đối với bản thân và gia đình, thật ra là khi mà tham gia vào hội nữ doanh nhân Hawi thì ở đó có một cái sân chơi rất là thú vị là các chị thường hỗ trợ nhau tư vấn về nội dung cho đến hình thức. Ở phương châm của hội nữ doanh nhân Hawi là lắng nghe, chia sẻ, tích cực, vui tươi. Mọi người đến đó sẽ nhìn nhau, sẽ học hỏi lẫn nhau, sẽ được lắng nghe những câu chuyện của nhau để mình ngày một tốt hơn trong cái cuộc sống và trong công việc. Còn riêng bản thân Hồng Anh khi mà làm việc thì do là mình muốn phát triển cho nên là mình thường xuyên học hỏi. Và do là mình đồng cảm được với phụ nữ trong cái hành trình kinh doanh cho nên là mình làm việc với họ như là làm chính với công ty của mình. Và mình tư vấn hoặc là hỗ trợ các chị em giống như chính sản phẩm của mình, chính doanh nghiệp của mình. Cho nên là mình cũng không phải mất nhiều thời gian để mà mình xây dựng một cái nền tảng trên hình thức mà mình làm nhiều về phần nội dung. Về phía gia đình thì Hồng Anh được ông xã cũng hỗ trợ để hỗ trợ chăm sóc hai bé khi mà mình phải đi công tác, hoặc là những cái ngày mà mình cần phải soạn giáo án hay gì, mình phải làm những cái nội dung hoặc là đi học xa thì ông xã cũng rất là ủng hộ. Mình vừa là tấm gương là mình cũng nỗ lực tự thân mình, và đồng thời mình cũng muốn khuyến khích các chị em trong cái cộng đồng của mình cùng nhau phát triển. Dạ, chị Hồng Anh thân mến, bây giờ nhân dịp năm mới 2024 thì chị có thể truyền thông điệp tích cực nào đó với chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đang và sẽ trên hành trình khởi nghiệp. Làm thế nào để cho các chị em có thể tự tin, mạnh mẽ, bứt phá và thành công hơn nữa trong cuộc sống ạ? Nghe câu hỏi của em thì chị cũng thấy tự tin, mạnh mẽ, bứt phá rồi đó. Năm 2024 là năm mà mình phải có rất là nhiều sự chuẩn bị để vươn mình như rồng vươn cao. Là phụ nữ thì đầu tiên vẫn là mái ấm gia đình. Trước khi mình đi ra ngoài thì trong ấm ngoài êm. Khi gia đình của mình được sự ủng hộ của gia đình, của con cái, của hai bên dòng họ thì mình mới bước ra ngoài rất là tự tin và mình mới có thời gian để mà mình trau dồi bản thân. Khởi nghiệp là một lộ trình, nó không phải là một hướng đi. Nó là một cái đoạn đường mà ở đó mình phải học hỏi liên tục về
tất cả những thứ liên quan đến dịch vụ, sản phẩm hoặc là cái nghề nghiệp của mình. Cho nên là trước tiên, trước khi đi ra khởi nghiệp, các chị em hãy chuẩn bị ăn cho gia đình của mình. Chuẩn bị thứ hai là chuẩn bị cái hành trang mà mình đi ra ngoài. Dù ra ngoài mình gặp bất kỳ khó khăn nào thì hãy nhớ là luôn luôn có một cộng đồng phụ nữ sẵn sàng hỗ trợ các chị để các chị có thể dấn thân và tiến bước. Và hành trình khởi nghiệp là chỉ khởi đầu một cái nghề nghiệp của mình. Các chị còn đi rất xa để mà đạt đến cái mục đích mình mong muốn. Kính chúc các chị kinh doanh thành đạt. Những ai mong muốn khởi nghiệp, hãy xây dựng và trang bị cho mình một cái nền tảng kiến thức để khi mình dấn thân vào thị trường, mình đủ tự tin, đủ bản lĩnh và có khả năng bứt phá bất kỳ lúc nào. Vâng, thưa quý vị, lời chúc vừa rồi của chị Hồng Anh gửi đến cho tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là các chị em phụ nữ đang và sẽ trên hành trình khởi nghiệp, cũng đã kết thúc cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn chị Hồng Anh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Kính chúc chị thật nhiều sức khỏe và đơn vị của mình thì luôn phát triển và thành công hơn chị nha. Cảm ơn Xuân Nghĩa. Cảm ơn quý vị khán giả. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình kỳ này cũng đã hết. Phương Hồng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Phụ nữ và Hội nhập kỳ sau.